giờ tới đại hồi vạch mặt đi. Đó bây giờ anh thấy ngoài cái chuyện đó ra thì còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ còn. Trời ơi còn. Rồi sửa đi. Ảnh khó chịu lắm. Những cái gì mà không phải theo ý của ảnh á là ảnh khó chịu. Đại khái là ảnh có tính gia trưởng. Đầu tiên là cái tính mà thích chụp hình mà ôm con gái đúng không? Dạ. Tính thứ hai là tính gia trưởng. Dạ. Rồi tính thứ ba. Mấy cái tính đó là khó chịu là em chịu không được thôi. Rồi có hai tính đó. Cô ấy thì sao? Chắc không có tật xấu gì đúng không? Giỡn hoài anh. Giỡn hoài anh. Phản ứng rất nhẹ nhưng mà dữ dội lắm á. Nó ăn không có ngon. Nó ăn dẹt à. Với lại không có cái chính kiến của bản thân á. Tại vì cái tính em tương đối là cầu toàn. Quyết định á, em làm rất là nhanh. Vợ em thì lại ngược lại. Nghĩa là cứ người này nói ra hướng này, người kia nói vào hướng này là một hồi là đi mà mười mấy hướng luôn á. Rồi bây giờ mong muốn đi. Em mong muốn vợ em sao? Bớt phụ thuộc vào người khác. Chỉ có một điều đó thôi. Thế còn em muốn chồng em thay đổi gì? Quan tâm em nhiều hơn chút. Đừng quan tâm bản thân nhiều quá. Giảm bớt những cái chụp hình với bạn gái. Với lại bớt tự cao đi chút. Tự cao với vợ hay là tự cao với mọi người xung quanh? Ý của em là dạng như là ảnh bớt gia trưởng đi đó chị. Gia trưởng khác mà tự cao khác. Đúng rồi. Bớt gia trưởng đúng dạ, không? Dạ. Chị thấy nếu như em muốn chồng em bớt gia trưởng dạ, thì em phải thực hiện cái điều mà anh mong muốn em thay đổi. Có nghĩa là em phải tự có chính kiến của mình. Lý do tại sao ảnh gia trưởng thì em cứ không có tự quyết định được. Thành ra là anh cứ phải quyết định thay cho em. Thì chính vì vậy mà hình thành nên cái tính gia trưởng. Đó là một phần để bồi đắp cho cái tính gia trưởng. Cho nên bây giờ em muốn phá bỏ cái đó thì em phải làm được cái điều kia. Có nghĩa là em phải tự định hướng được, tự quyết định được cái cuộc sống của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình. Còn cái việc mà vợ em yêu cầu em là bớt chụp hình ôm ấp đi thì chị thấy cái điều đó là quá đúng luôn. Dạ. Ha. Thì em nên bỏ ngay. Dạ. Đó. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đẹp đôi. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Dạ.